Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Kangnam Nam Cali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào muốn có những gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc với thẩm mỹ viện Kangnam Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị 714 227 5789 714 227 5789 hoặc gửi email là thẩm mỹ viện Nam Cali gmail.com thẩm mỹ viện Cang Nam Cali gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả các khán giả. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Trái bom mà sát hại được thủ lĩnh của Hamas tại Tehran đã được lắp đặt vài tháng trước đây. Bản tin mới nhất cho biết thì Ismail Haniyeh, lãnh đạo chính trị của Hamas đã bị thiệt mạng tại Iran trong tuần này do vừa nổ một trái bom đã được che giấu trong cái tòa nhà guest house, tức là nhà khách này, hai tháng trước khi mà nó phát nổ, theo tường trình của tờ New York Times đưa ra. Haniyeh được xem là người có mặt ở trong cái buổi lễ nhận chức của Tổng thống Iran trước đó đã từng uh, cư ngụ ở tại đây và các cáo buộc nói rằng họ đã sử dụng cái uh, nơi này để làm cái cuộc họp của các uh, lực lượng mà vệ binh quốc gia của uh, tức là lực lượng các bạn hồi giáo Iran gặp gỡ bí mật với lại các cái người được xem là khách bí mật của họ. Iran và Hamas đã quy trách nhiệm cho phía do thái cuộc tấn công này theo tường trình của hãng thông tấn AP và ít nhất năm viên chức ở tại trung đông nói với tờ tham rằng chất nổ này đã được đặt ở trong cái phòng nơi mà Ha à, đã đã ở lại hai tháng trước đây và trong đó gần như là ngày thứ tư họ ông ta đã có mẹ có mặt ở công an phòng này và được xác nhận và trái bom này đã được điều khiển từ xa Ani được xem là người lãnh đạo cánh chính trị của Hamas ở tại Qatar được xem là một trong những viên chức đàm phán hàng đầu trong việc mà thỏa thuận ngưng bắn với phía của do Thái và Hamas theo tường trình của tạ Tham và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken cho biết Hoa Kỳ không nhận được bất kỳ một cái tin tức nào liên quan tới vụ ám sát này đầu tiên hết là chúng tôi đã không nhận được tất cả những tin tức này và rất là khó và chúng tôi đã được biết trong nhiều năm nay là điều này nó tác hại tới cái thỏa thuận ngưng bắn và tôi có thể nói với quý vị là chúng ta sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận nguyên bản này trong khi đó thì các giới chức tại Trung Đông nói rằng âm mưu ám sát này đã diễn ra vài tháng và đã à, đ, 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 sau khi mà có sự gia tăng giám sát của cái tàu huyệt nơi mà ông này được ở và trong đó cuộc tấn công này đe dọa tới việc mà có thể sẽ có một cuộc chiến bùng nổ lớn hơn tại khu vực của Trung Đông đó là bản tin liên quan tới tình hình của Quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, phía do Thái cho biết họ đã mạnh mẽ chuẩn bị cho bất kỳ một cuộc tấn công nào từ phía bên ngoài sau khi mà có lãnh đạo của Hamas đã bị thiệt mạng, hai à, giới chức cao cấp và hai cuộc ám sát diễn ra tại Trung Đông, một tại Iran và một tại à, Lebanon đã dẫn tới tình trạng mà Iran đại họp với các đại diện của các nhóm vệ tinh tức là những nhóm hồi giáo họ hỗ trợ để à, đối phó với những cái chết này. Một số viên chức đã cho biết gì trên và họ quy trách nhiệm cho phía của do Thái và tổng thư ký của Hezbollah là Hassan Nasrallah đã phát biểu trong ngày thứ năm trong cái tang lễ của nhân vật số 2 đã chỉ huy trưởng Fu Asher người mà tin rằng là do thái rất là vui mừng khi mà họ đã băng ngang qua làng anh đỏ và đã có hành động trả thù nhắm vào những người đã ủng hộ cho giải Gaza theo lời của Nasrallah đưa ra và ông này lên tiếng và nói rằng cái chết của Asher sẽ là một cái hành động tuyên chiến và tuyên bố rằng sẽ có những cái cuộc đạn cát tấn công và phía của Do Thái. Trong đó thì hôm Chủ nhật vừa qua đã có hàng chục trẻ em Do Thái đã bị thiệt mạng trên độ của lần hay sau khi mà cái đạn rocket của Hezbollah bắn vào đây. Tuy nhiên Hezbollah đã từ chối trai trách nhiệm cho vụ này. Một viên chức Hoa Kỳ nói với đài truyền hình Fox News là đã qua phía Hoa Kỳ đã cho khai triển tổng cộng 12 tàu chiến ở khu vực để kiềm chế sự gia tăng căng thẳng tại đây tiếp theo vụ ám sát mà họ nói rằng là không để cho bất kỳ một cái biến động nào có thể lan rộng cuộc chiến tại Trung Đông. Trong khi đó thì nhà lãnh đạo tối cao của Iran là Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh cho lực lượng của ông ta trực tiếp tấn công vào Jo Thái theo tường trình của tờ New York Times và chỉ ra ba nguồn tin từ phía của Iran. <laughs> những kẻ tội phạm và những kẻ gọi là khủng bố Zionist đã à, tì, tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta và sát hại người trên lãnh thổ của chúng ta. Ông Kamery đã phát biểu bằng cái ngôn ngữ của ông ta ở trên trang platform X và à, người mà được xem là thánh tự đạo là Hanije sẽ tiếp tục hy sinh để mà uh, sinh mạng của ông để mà uh, chống lại cuộc chiến này trong nhiều năm qua và ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần tử vì đạo đây là lời phát biểu của ông ayatollah đưa ra trong khi đó thì phía do thái cho biết họ đã tăng cường rất nhiều sự cảnh giác liên quan tới hai vụ ám sát này đã thành công và trong đó gần như là có thể sẽ có cuộc tấn công trả đũa trong vài ngày tới. Trong khi đó thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng treo giải thưởng lên tới 5 triệu Mỹ Kim cho ai theo đưa được thông tin bắt được nhân vật gọi là Shirt từ năm 1983 sau khi mà nhân vật này đã chủ mua trong vụ đánh bom một trại căn cứ của Hoa Kỳ khiến cho 241 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng và nhân vật này đã bị truy nã bởi phía Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới tình hình biến động tại Trung Đông cùng một lượt thì thổ nhĩ kỳ đã ngăn chặn sự hợp tác của nato với lại phía của do thái liên quan tới cuộc chiến tại giải gaza bản tin từ ankara cho biết thì thổ nhĩ kỳ đã ngăn chặn sự hợp tác giữa nato và do thái kể từ hồi tháng 10 sau khi xảy ra cuộc chiến tại giải gaza và nói rằng liên minh này không nên tiếp cận với do thái trong một tinh thần là đối tác cho tới khi nào chấm dứt cuộc chiến tranh này và một nguồn tin cho biết gì trên phía do thái đã à, tìm cách gọi là làm đối tác của nato và thúc đẩy rất nhiều những mối quan hệ quan hệ gần gũi với liên minh quân sự này bao gồm một số thành viên và được xem là một trong những quốc gia đồng minh lớn nhất của Do thái là hoa kỳ à, trước đó thì à, do trước khi mà châu thái tấn công vào giải gaza thì à, nhóm palestine hamas đã, đã tấn công vào ngày 7 tháng 10 các thành viên của nato bao gồm của thổ nhĩ kỳ đang làm việc để tìm cách có lại mối quan hệ với giải châu thái tuy nhiên kể từ mà cái biến cố ngày ngày 7 tháng 10, thì Ankara đã trở lên chỉ trích mạnh mẽ đối với các chiến dịch quân sự của Do Thái tại giải Gaza và nói rằng đây là một hành động diệt chủng và ngưng lại tất cả các mối mậu dịch song phương, đồng thời lên tiếng chỉ trích nhiều quốc gia đồng minh Tây Phương đã ủng hộ cho Do Thái. Phát biểu trong một điều kiện giấu tên, một nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là họ đã phủ kiếp việc mà NATO tiếp cận với Do Thái từ hồi tháng 10, và trong đó bao gồm luôn cuộc họp về cho các cuộc tập trận và xem Do Thái là một cái hành động gọi là thảm sát người Palestine tại giải Gaza, vi phạm vào cái uh, nguyên tắc cốt lõi của NATO. Và Liên Hợp Quốc trong tháng 6 đã đưa ra một cái lời nhận định là cả Do Thái lẫn Hamas đã vi phạm tội ác chiến tranh và trong đó nói rằng do thái cần phải ngưng lại tất cả những cái hành động mà họ mô tả là tội ác chống con người và do thái đã bác bỏ tất cả những điều này trong khi đó thì nguồn tin từ thổ nhĩ kỳ nói rằng là họ ngăn chặn và không cho phép do thái tiếp tục có được những cái cuộc tiếp xúc với nato và cho tới khi nào chấm dứt cuộc chiến tại giải gaza đây được xem là một trong những tin tức mới nhất đã được đưa ra từ phía tờ time magazine đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay ông maduro tổng thống của venezuela đã yêu cầu có cú điện thoại với ông lula là tổng thống của brazil Bản tin từ Brasilia cho biết thì à, tổng thống của Venezuela là ông Nicolas Maduro đã yêu cầu có cú điện thoại với tổng thống của Brazil là ông Lula da Silva à, trong lúc mà có căng thẳng về cuộc bầu cử vừa qua. Nguồn tin từ à, từ ở giải à, xin các quý vị từ ở Brazil đã cho biết như trên với hãng thông tấn Reuters và tin tức này lần đầu tiên được báo cáo bởi một đài truyền hình ở à, địa phương gọi là Global News và trong đó không cho biết là cú điện thoại này yêu cầu như thế nào. Trong khi đó thì ông Lula người theo nguồn tin cho biết là sẽ có cú điện thoại với tổng thống của Mexico là ông López Obrador cùng với lãnh đạo của Colombia là Gustavo Petro để thảo luận về tình trạng của Venezuela trước tình trạng có sự tranh cãi trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Ông López Obrador cho biết là ông đã có cuộc họp báo hàng ngày và ông nói rằng ông có thể nói chuyện với các đối tác từ Brazil và Colombia về vấn đề của Venezuela và chỉ ra cho thấy là cần phải có một cái uh, <laughs> quyết định đưa ra trước uh, cuối uh, cuối tuần này và trong ngày thứ tư thì uh, tổng thống của mexico lên tiếng và nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy là có sự gọi là gian lận trong bầu cử tại venezuela tuy nhiên đồng thời cũng đã yêu cầu là phải kiểm tra lại tất cả các cổng phiếu đây được xem là một trong những cái biến động mới nhất diễn ra tại khu vực trung mỹ giữa lúc mà các cuộc biểu tình đang bùng nổ tại venezuela đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay <laughs> và liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay đó là một thông điệp đầy nguy hiểm một viên chức hàng đầu của hoa kỳ đã lo ngại về tình trạng mà trao đổi tù nhân với nga trong đó trả tự do cho những tội hình sự của nga Bản tin mới nhất cho biết thì một viên chức hàng đầu của Đảng Hòa lên tiếng cảnh cáo trong ngày thứ năm là chính quyền của Joe Biden đã chọn là trao đổi các tù nhân hình sự của Nga đến để, để đổi lấy các à, người của Hoa Kỳ đã bị bắt giữ trong đó bao gồm luôn cả ký giả của tờ World Street Journal là Ivan Gershkovic cùng với lại à, cựu thủy quân lục chiến là Paul Wilman có thể sẽ gửi một thông điệp nguy hiểm tới nhà lãnh đạo của Nga là ông Vladimir Putin chủ tịch Ủy ban đối ngoại tại hạ viện là ông michael McCord đã cùng với một số người khác đã lên tiếng và nói rằng ông rất e ngại việc mà trao trả các con tin này bởi vì đây là những tù nhân được xem là phạm tội hình sự tôi vẫn có sự lo ngại về tiếp tục, tiếp tục trao đổi sinh mạng vô tội của người dân hoa kỳ với những tên tội phạm hình sự của, của nga đang bị giam giữ tại hoa kỳ và nó gửi một thông điệp rất nguy hiểm cho putin là sẽ trong tương lai sẽ có thêm những con tin bị bắt giữ bởi chế độ của ông ta đây được xem là lời phát biểu của ông Michael McCaul và ông nói rằng chúng ta đồng thời cũng không thể nào quên được những công dân Hoa Kỳ đang bị bắt giữ tại nga trong đó gồm có Mark Fogel, uh, Ksenia Kalinina uh, cùng với một số những người khác bao gồm ở một số quốc gia khác trong đó gồm có Mark Sweden, Kali, David Linh những người đang bị bắt giữ tại Trung Quốc và Ryan Coberg người đang bị bị bắt giữ tại Afghanistan, chúng ta cần phải đưa tất cả những người này trở về với gia đình của họ. Trong khi đó thì ông Cho trong cái thông cáo báo chí về việc trao đổi tù nhân này, trong ngày thứ năm đã có một cái lời phát biểu tại tòa Bạch Ốc là vài giờ trước đây thì gia đình của họ và tôi đã có thể nói chuyện qua điện thoại từ phòng bầu dục và họ sẽ được rời khỏi nước Nga trước ngày hôm nay thì họ sẽ bay tới thổ nhĩ kỳ và sau đó họ sẽ có mặt để gặp gỡ với gia đình của họ và đây là một trong những cái cuộc thương lượng của chúng tôi chưa từng có trong khi đó thì một công dân khác của hoa kỳ có tên là Atsu kumaseva cùng với lại một người có cái quyền cư trú vĩnh viễn đó là vladimir karamuza cũng nằm trong phần ta trao đổi tù nhân với phía của nga trong khi đó thì thượng nghị sĩ john corney đã lên tiếng đặc biệt lo ngại về tình trạng trả tự do cho những tên tội hình sự của nga đây được xem là một trong những lo ngại của đảng Hòa gửi một thông điệp sai lầm cho thế giới là tất cả có thể bắt giữ công dân của Hoa Kỳ và sử dụng công dân của Hoa Kỳ như một thứ con tin để trao đổi tất cả những tên tù hình sự đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ. Đây được xem là một sự lo ngại lớn của phía đảng Hòa đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, <laughs> một quỹ ban trên sàn thượng viện đã tống trát hầu cho tổng giám đốc điều hành của Steve World Healthcare trong cuộc điều tra về tình trạng phá sản của công ty này bản tin mới nhất cho biết các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu trong ngày 25 tây tháng 7 để cho phép một cuộc điều tra nhắm vào tổ chức có tên gọi là steve world medical group và tống trác hầu cho tổng giám đốc của tổ chức này tiếp theo tình trạng mà cái, cái tổ chức này đã khai phá sản khi mà ông ceo tức là ông tổng giám đốc đã từ chối ít nhất là hai cuộc xuất hiện trên sàn của quốc hội và đây là lần đầu tiên thì quỹ ban đặc trách về sức khỏe giáo dục lao động của thượng viện đã đưa ra một cái trác hầu cho là nhân vật này ra điều trần kể từ năm 1981 họ cáo buộc rằng lãnh đạo của Steve World đã bắt đầu tiếp cận tương tự như một cái trò lừa gạt Ponzi trong đó gần như là đã mua lại tất cả các cái bệnh viện trên toàn quốc và đã điều đáng buồn là họ lâm vào món nợ 9 tỷ Mỹ Kim bán đi tất cả những mảnh đất của họ và tất cả những cái nguồn lợi nhuận của họ trong khi cắt giảm tất cả những việc chăm sóc cho bệnh nhân và cho phép ca để cho các bệnh viện này đi tới tình trạng bị vỡ nợ. Thượng nghị sĩ Rand Paul là một trong những thành viên đã và chống lại cuộc điều tra này và trong đó các nhà lập pháp khác quy trách nhiệm cho tổng giám đốc của Steve là, là bác sĩ có tên là Rap de La Rotore và đây là thời gian mà ông bác sĩ de La Torre phải rời khỏi cái du thuyền sang trọng của ông ta, giải thích với quốc hội về tình trạng tài chính mà dẫn tới tình trạng gọi là phá sản của các hệ thống bệnh viện mà ông ta quản lý. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã phát biểu như trên. De La Torre được mời bởi thượng nghị sĩ Ed Markey của đảng Dân Chủ tại Massachusetts ra điều trần hồi 3 tây tháng 4 để lắng nghe về tình trạng của cái công ty này. Tuy nhiên ông ta đã từ chối và không ra điều trần. Các nhà đầu tư ở trong bệnh viện đã có những sự giàu có, bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã phát biểu trong cuộc điều trần. Và tổng giám đốc này một lần nữa đã được mời ra điều trần ngày 25 tây tháng 6, tuy nhiên ông ta lại không xuất hiện. Và ông Sender cho biết là hệ thống bệnh viện Stewart đã bị gần như là lâm vào nợ nần và không có được cái nguồn trả cho tất cả những nguồn cung cấp. Và De La Torre bị cáo buộc là đã có những cái hành động chi rất nhiều. Ông ta mua một cái du thuyền sang trọng trị giá 40 triệu Mỹ Kim và chi ra ít nhất là 15 triệu Mỹ Kim cho một chiếc tàu đánh cá riêng và một cái private jet tức là một chiếc máy bay riêng trong lúc công ty cái công ty này lại bị phá sản và trong năm 2010 thì một cái công ty private equity tức là một cái công ty cho vay tư nhân có tên gọi là Cerberus Capital Management đã tìm cách gọi là xác nhập với lại Steve World Medical Group trong đó đã trở thành một cái hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn nhất trên toàn quốc và giờ đây thì chủ nhân của công ty này và cái hệ thống này phải ra điều trần trước quốc hội đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và tiếp theo việc mà một nữ võ sĩ boxer người Ý đã bỏ cuộc trong vòng 46 giây đồng hồ khi phải đấu với một người được tình nghi là người đàn ông chuyển giới đã dẫn tới việc mà bà dân biểu Lauren Barber đã dự tính là sẽ quyên góp một số tiền lên tới bằng cái giải thưởng của Huy Chương Vàng dành cho những vận động viên ở tại Olympic. Bản tin mới nhất cho biết thì dân biểu Lauren Barber của đảng Cộng Hòa tại Colorado đang tìm cách gây quỹ cho một cái mức tiền tương đương với lại cái huy chương vàng cho các vận động viên của giải Olympic sau khi mà có một cái tình trạng là một nữ boxer tức là một nữ võ sĩ của người Ý đã bãi bỏ cuộc trong cuộc đấu ở nặng ở 66 kg. Võ sĩ này có tên là Ajella Carini. đã bỏ cuộc trong vòng 45 giây đồng hồ khi mà cô bị đánh mạnh bởi một người được mô tả là một người chuyển giới từ đàn ông và kareni đã rời khỏi cái cuộc tranh tài này sau khi mà đối thủ của cô là boxer có tên gọi là imane khalif và trong đó cô đã chảy nước mắt và cô nói rằng là không thể nổi và tôi đã chịu quá đủ quá đủ đây là lời phát biểu của cô ta và trong đó thì quá đủ quá đủ rồi đó là lời phát biểu của bà Bobber đã phát biểu trên đài truyền hình Fox News và bà dự tính gây quỹ lên tới 196.000 Mỹ kim cho Carini được xem là một vận động viên của người Ý và và cái số tiền này tương đương với một cái giải gọi là huân chương vàng và điều đáng tiếc những người phụ nữ đã được huấn luyện từ lúc bé họ được uh, huấn luyện với từ từ nhỏ và bây giờ họ phải tranh đấu và phải đấu với một người đã uh, mà có cái uh, bản uh, cái cơ thể đàn ông bà Bobber đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới nhất tôi tin rằng Argentina được phải được tốt hơn đáng lý cô đã làm việc cả cuộc đời để đạt được vị trí cao nhất trong cái uh, thể thao của cô và trái tim của tôi đã đứng hướng về phía cô ngày hôm nay và tôi thấy rõ ràng đây là một sự bất công đó là một trong những lời phát biểu của bà ra. Bà chỉ ra cho thấy là chủ tịch của cái hiệp hội về boxing trên thế giới là Uma Krevlev, người đã thừa nhận rằng Khalid đã từng không có đủ điều kiện để tranh vào vào cái giải gọi là championship tức là cái giải vô địch năm 2023 sau khi mà không đáp ứng được cái tiêu chuẩn về giới tính. À b và căn cứ trên cái thử nghiệm dna chúng ta xác định được rằng vận động viên người đã tìm cách gọi là, là lừa gạt các đồng nghiệp của họ đã để có thể đấu trong giải thừa giải đấu của một phụ nữ và điều này là điều không thể chấp nhận được bà bobber đã cho biết như trên và sự kiện này đang là một vết nhơ cho giải olympic khi mà để cho một người chuyển giới đấu với lại một người phụ nữ thật sự và khiến cho đối thủ người à, và boxer người ý chỉ phải bỏ cuộc trong vòng 45 giây đồng hồ bởi vì chịu không nổi cú đấm của đối thủ là một người được mô tả là mang cơ thể của đàn ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Intel cắt giảm 15% việc làm và ngưng lại tất cả việc chia cổ tức cho các cổ đông. Bản tin mới nhất cho biết công ty Intel trong ngày thứ năm nói rằng họ sẽ cắt giảm 15% việc làm trong các cái lực lượng công nhân của họ và sẽ ngưng lại việc chia cổ tức trong cái tam cá nguyệt thứ tư. Giữa lúc mà công ty sản xuất chip điện tử này đang tìm cách gọi là à, cứu vãn tình trạng bị thua lỗ ở trong cái thị trường của chip điện tử, cổ phiếu của công ty này có trụ sở tại Santa Clara ở California đã rớt 10% trong cuộc trao đổi và cổ phiếu đóng ở mức là 7% trong ngày thứ năm và điều này cho thấy là công ty này đang có nhiều trở ngại và Intel dự tính là cái mức lợi nhuận của họ là 12.5 tỷ và à, Mỹ kim. Tuy nhiên thì à, họ đạt được 13.5 tỷ Mỹ kim trong tất cả các cái tam cá nguyệt so với bản phân tích của họ đáng lý họ được là 14.35 tỷ Mỹ kim theo tường trình của dữ liệu về chip điện tử cho biết. Và việc cắt giảm việc làm này sẽ hoàn tất từ đây cho tới cuối năm 2024. Các công ty khác đã phát triển về kỹ thuật gọi là à, à, trí tuệ nhân tạo trong đó gồm có Open AI Chat GPT cũng đã chi rất nhiều nhiều tiền cho các loại chip điện tử của AI, trong đó gần như nằm trong tay của hai công ty là Nvidia và AMD thay vì nằm trong tay của công ty Intel. Và Intel dường như đã bị dẫm chân tại chỗ và chạy không kịp với Nvidia và AMD trong việc phát triển các chip điện tử cho AI. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay một tòa án của Liên bang Hoa Kỳ đã ngăn chặn cái chính sách tái lập lại của Joe Biden trong cái gọi là nguyên tắc trung lập trong việc phát triển về mạng Internet. Bản tin mới nhất cho biết thì tòa kháng án tại Hoa Kỳ ngày thứ Năm đã ngăn chặn một cái quyết định tái lập một cái quy tắc mới của cơ quan FCC trong đó đòi hỏi cái vai trò được xem là trung lập của các cái công ty cung cấp dịch vụ Internet. FCC đã bỏ phiếu hồi tháng 4 theo đề đảng trong đó tái lập một cái việc giám sát với lại các công ty cung cấp dịch vụ internet và tái lập lại cái quy tắc vốn đã được chấp thuận từ năm 2015. Tuy nhiên, đã bị xóa bỏ bởi thời của cựu tổng thống Trump và tòa kháng án số 6 ở tại Hoa Kỳ cho biết là họ tạm thời trì hoãn tất cả những quy tắc này và nói rằng thì việc tạm thời ngăn chặn này sẽ kéo dài cho tới cái tháng 10 hoặc tháng 11 để có thể đưa ra một cái phán quyết chung cuộc cho việc mà có nên tái lập những quy tắc trung dung này hay không. Đây là quy tắc đã được Obama thúc đẩy năm 2015 và đã được FCC thông qua. Tuy nhiên thì sau đó đến năm 2017, cựu tổng thống Trump đã xóa bỏ những quy tắc này và cho rằng những quy tắc này đã trói buộc rất nhiều các công ty về internet và buộc các công ty internet phải có một cái gọi là chính sách mà ông cho rằng đi theo khuyên hướng cực tả. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, dân biểu Ford đe dọa sẽ tống trách hầu cho cái cuộc điều tra về tình trạng bài do thái trong trường đại học Columbia trường đại học Columbia sẽ đối diện với những trắc hầu nếu như mà họ không chuyển tất cả những tập tài liệu theo yêu cầu của ủy ban giáo dục tại hạ viện à, trong cái việc mà điều tra về chủ nghĩa bài do thái trong trường học này chủ tịch của ủy ban là nữ dân biểu virginia ford của ra đảng cộng hòa tại north carolina đã đưa ra lời khẳng định vào ngày thứ năm Cuộc điều tra này nhắm vào những cáo buộc có những liên hệ tới những kẻ ủng hộ cho Palestine biểu tình ở trong các khuôn viên trường học trên toàn quốc tiếp theo cuộc tấn công vào do Thái ngày 7 tây tháng 10 và quỹ ban tại hạ viện đã bắt đầu yêu cầu trường học Colombia là chuyển tất cả những cái chi tiết liên quan tới chủ nghĩa bài do Thái trong khuôn viên trường học này hồi tháng 2 và kể từ đó họ đã gửi rất nhiều những yêu cầu cung cấp các tài liệu này tuy nhiên bất kể chúng tôi nhiều lần lặp lại việc yêu cầu này Colombia à, vẫn đã không cung cấp đầy đủ tất cả những cái tài liệu cần thiết cho quỹ ban. Bà Ford đã viết trên một lá thư gửi cho các giới chức trường đại học Colombia và cho họ tới ngày 8 tây tháng 8 là phải cung cấp tất cả những tài liệu và những cuộc đối thoại kể từ ngày 7 tây tháng 10 năm ngoái về liên quan tới chủ nghĩa bài do thái và bao gồm các cái thông tin liên quan tới những hành động của các sinh viên các nhân viên trong đó và điều này đã yêu cầu là cần phải cung cấp cho có cái thời hạn chót và chúng tôi chuẩn bị để mà đưa ra cái các hầu đây là một trong những lời phát biểu của bà Ford đưa ra và để đối phó lại thì Phát ngôn viên của trường đại học Columbia trong ngày thứ năm nói rằng chúng tôi đã nhận được lá thư của bà chủ tịch ủy ban và chúng tôi đang duyệt xét chuyện này. Chúng tôi cam kết rằng sẽ chống lại cái chủ nghĩa bài do thái và, và tất cả những cái hành động thù ghét. Trường đại học Colombia là được xem là nằm trong trung tâm của quốc gia khi mà các nhóm ủng hộ Palestine và ủng hộ Hamas đã biểu tình và chiếm khuôn viên trường đại học này hồi đầu năm nay. Và cuộc biểu tình này bắt đầu từ hồi tháng 4 và ngày 17 Tây và trong đó các sinh viên đã thành lập một cái, cái lều ở tại khu vực của Butler Library tức là cái thư viện Butler và trong đó đòi hỏi là phải chấm dứt tất cả các hợp tác với phía Do Thái Cảnh sát Do Thái đã cho giải tán tất cả những cái cuộc cắm trại này ngày 18 Tây tháng 4 và trong đó bắt giữ trên 100 người biểu tình và hiện nay thì à, vẫn còn một vài người biểu tình đòi hỏi trường đại học này là phải tách rời khỏi Do Thái. Trong ngày 30 tháng 4 thì những người biểu tình này đã xâm chiếm cái tòa Hamilton Hall và nói rằng họ sẽ không rời khỏi khi mà đòi hỏi của họ chưa được thỏa mãn và họ treo những cái banner ở trên đó bao gồm luôn cả banner mà ủng hộ cho nhóm Hamas đây được xem là một trong những cái cuộc điều tra mới nhất của Hạ viện nhắm vào trường đại học Columbia đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay một whistleblower cho biết là những nhân vật chủ chốt của cơ quan mật vụ đã không có mặt trong cái cuộc rally ngày 13 tây tháng 7 của ông Trump một Whistleblower của liên bang cáo buộc rằng à, cái hệ cơ quan đặc trách về đối phó với tình trạng giám sát gọi là CSD à, đã à, chịu trách nhiệm cho việc mà gọi là giám sát tất cả những khu vực này đã không có mặt tại Butler, pennsylvania trong ngày mà cựu tổng thống trump đã bị ám sát hụt trong đó thì Whistleblower à, này cho biết là ông ronald rao jr là lúc đó là và hiện nay là quyền giám đốc của cơ quan ngọc vụ đã tiếp theo cái việc từ chức của bà Kimberly Chido trong đó gần như là ông ta là phó giám đốc và ông ta đã cắt giảm tất cả và không cho phép CSD có mặt để giám sát khu vực này nơi được xem là đã giảm đi cái quyền lực khoảng 20% và vào quyết lên tiếng nói rằng trong một lá thư gửi ra cho à, ông Ro bởi thượng nghị sĩ George Hally trong đó người đã có được à, sự à, khai khai ra của tất cả các cái whistleblower à, trong cái việc mà giám sát lại cái vấn đề an ninh ngày 13 tây tháng 7 mà tên à, tay súng gọi là Thomas Marcruc đã bắn thương tổng thống Trump ở tay phải khiến cho một người tham dự bị thiệt mạng và hai người khác bị thương và Holly và ông Ron đã có sự căng thẳng trao đổi trong cái lúc mà điều trần vào ngày thứ ba, trong đó gần như là cái cơ quan an ninh nội địa và có sự giám sát của quỹ ban tư pháp tại thượng viện và ông Holly đã viết ra và cho thấy rằng whistleblower cho biết là cái đơn vị CSD đã có mặt đã không có mặt nếu như họ có mặt trong cuộc Crowley thì ông Cruz không thể đã bị bắt giữ ngay lập tức và không thể nào bò lên đắp nhà được và quý vị biết rằng uh, cuộc điều trần trên sàn thượng viện à, trong đó rõ ràng là cái đơn vị CSD này đã không có mặt trong ngày 13 tây và trong đó là được sự uh, uh, gọi là uh, cho phép của ông phó giám đốc lúc đó là ông Rô và điều này cho thấy rằng họ đã cố tình không để cho nhân viên của CSD có thể có mặt và giám sát tất cả khu vực này. Nếu có mặt của họ thì hung thủ đã bị bắt đi và hung thủ sẽ không leo lên được cái mái nhà và nổ súng bắn vào ông Trump. Đây được xem là một trong những cái lời yêu cầu của ông Hawley buộc ông Rao là phải cung cấp các chứng từ trước ngày 8 tháng 8 sắp tới đây. Trong đó là tất cả những cái email liên lạc và những cái trao đổi giữa cơ quan mật vụ và cơ quan CSD. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái vụ ám sát ông đang được giám sát chặt chẽ bởi sàn thượng viện, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và một cuộc thăm dò mới nhất của American Pulse cho thấy rằng là chính quyền đã che đấu che giấu tất cả những cái tình trạng kém nhận thức của Joe Biden. Theo cuộc thăm dò mới nhất của American Pulse, trong đó 60.8% những người trả lời cho biết họ tin rằng các phiên chức của Tòa Bạch Ốc dưới chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris là đồng minh của họ trong giới của truyền thông để che đậy tình trạng kém nhận thức của ông Joe Biden. Chỉ có 30.9% bất đồng chuyện này và để trả lời trong cái vấn đề này thì à, nó chia theo cái lề đảng phái 92% người của Đảng Cộng Hòa 62.2% những người độc lập nói rằng tình trạng che giấu này đã diễn ra trong khi đó chỉ có 27.8 người của Đảng Dân Chủ tin rằng là có sự che giấu này hầu hết các cử tri tin rằng ông Joe Biden à, 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 là họ không nghĩ rằng là Joe Biden sẽ từ chức sau khi mà ông ta rút khỏi cuộc đua và trong cuộc thăm dò này, 37.3% cử tri nói rằng ông ta nên từ chức so với 48.9% nói rằng ông ta nên ở lại cho tới hết nhiệm kỳ. Cuộc thăm dò này cho biết bà Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ à, có tương tự như ông Joe Biden là 48.1% đồng ý và 22.1% nói rằng bà ta là một người khác biệt. Và trong à, toàn bộ thì cuộc thăm dò này cho thấy rằng là cựu Tổng thống Trump và bà Harris đang có một cái cuộc đua và trong đó nếu như mà có 6 người ra tranh cử, ông Trump dẫn trước bà, bà Harris là 46 trên 7 so với 46 trên 2. Và nhân vật được xem là độc lập là ông Robert Kennedy Jr. là được 3.1. Chỉ có 2% cử tri nói rằng họ chưa quyết định và 2% cử tri nói rằng họ sẽ chọn một ứng cử viên khác. Cuộc thăm dò này dựa trên 1 người cử tri với mức sai biệt là cộng trừ 3.1% được thực hiện từ ngày 26 cho tới ngày 29 tây tháng 7 và hầu hết đều trả lời qua điện thoại. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay, cựu tổng thống Trump đã quay trở lại tổ chức rally ngay tại Pennsylvania tiếp theo vụ ám sát hụt ông vào ngày 13 tây tháng 7 vừa qua. Bản tin từ Harrisburg cho biết thì 18 ngày kể từ khi mà ông thoát được cuộc ám sát hụt tại Pennsylvania, cựu tổng thống Trump đã quay trở lại tiểu bang được xem là swing state này để thực hiện cuộc ròi vào ngày 31 tây tháng 7 và trong đó chỉ ra cho thấy về những cái chùa nghị trình của ông và trong cuộc quay trở lại này ông đã ca ngợi người binh sĩ cứu hỏa đã lấy thân che cho vợ và con và bị à, sát hại chết trong đó ông đã lên tiếng và chi trích mạnh mẽ cái chính sách về di trú và mở cửa biên giới của chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris trong đó bà Kamala Harris đã bị à, phía đảng cộng, cộng hòa gọi là border star tức là một kẻ gọi là xa hoàng biên giới và trong đó bà ta đã để cho di dân bất hợp pháp tràn vào biên giới rất nhiều và thất bại trong việc mà ngăn chặn tất cả những cái kẻ di dân bất hợp tràn qua biên giới sau khi bà ta được cho anh giao nhiệm vụ này vào tháng năm 2021 và trong đó những người xuất hiện trong cuộc Roly ly của ông Trump khoảng 7.000 mấy người trong một cái hò và điều này lần này thì ông tổ chức trong một cái hò chứ không phải ngoài trời. Đây được xem là cuộc Roly mới nhất của cựu tổng thống Trump để vinh danh người binh sĩ của hỏa đã bị thiệt mạng trong cuộc Roly trước đó còn cũng như là vinh danh hai người bị thương mà trong đó họ đã được xuất viện và lên tiếng gọi là ủng hộ mạnh mẽ cho ông Trump. Đây được xem là một trong những cái cuộc rally mới nhất của ông Trump diễn ra vào ngày hôm qua ở tại Pennsylvania. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!